Xin chào các bạn, như các bạn cũng biết, iPhone 5 là một trong những nhà sản xuất đình đám gần đây của hãng sản xuất Đài Loan Asus. Đây là một sản phẩm smartphone có cấu hình khá cao cấp, thiết kế đẹp và nhiều tính năng độc đáo. Điều quan trọng là người dùng tin tưởng vào chất lượng của iPhone khi chúng được sản xuất bởi Asus, một ông lớn trong lĩnh vực sản xuất phần cứng. Hôm nay, tạp chí Mobile sẽ đánh giá chi tiết về sản phẩm này. Trên tay mình là hộp của chiếc Asus Zenfone 5 chính hãng được phân phối tại thị trường Việt Nam. Chiếc hộp màu trắng, nhỏ gọn và bắt mắt. Với mặt trước là tên sản phẩm Zenfone 5 cùng với hình ảnh chiếc điện thoại. Mặt sau ghi các thông số kỹ thuật cơ bản như số email, bộ vi xử lý chip Intel Atom Z2560 cùng 2 nhân và tốc độ 1.6GHz. Bộ nhớ RAM là 1GB cùng bộ nhớ trong 8GB. Asus Zenfone 5 2501CG có dung lượng pin là 2050mAh. Và sau đây mình sẽ mở chiếc hộp này. Đây là chiếc hộp Zenfone 5 màu trắng rất đẹp. Phụ kiện gồm cả sách hướng dẫn, một củ sạc, một lắp cắm micro USB. Quay lại với chiếc A501CG, đầu tiên về thiết kế, vẻ ngoài và đặc điểm thiết kế của ba máy dòng Zenfone nhìn chung là giống nhau, chỉ khác biệt ở kích thước. Zenfone 5 với màn hình 5 inch có kích thước và trọng lượng ở mức vừa phải, mặt lưng hơi cong nhẹ nên tạo ấn tượng máy mỏng hơn thực tế, khi cầm không gây cảm giác khó chịu. Tuy nhiên thân máy hơi dài nên khó sử dụng bằng một tay. Zenfone 5 A501 sử dụng những chất liệu khá tốt để chế tạo nên máy không gây cảm giác một chiếc điện thoại giá rẻ. Màn hình của máy được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass, phía dưới là viền nhôm với vòng tròn đồng tông giống như trên các laptop của Asus. Chất liệu mặt sau và viền máy là lớp nhựa mịn, dễ bị bám vân tay, nhất là với máy màu đen. Các nút vật lý của máy được đặt ở cạnh phải, dễ bấm và cũng có họa tiết kiểu vân tròn. Máy có 3 nút cảm ứng đặt ở dưới màn hình. 3 nút này không có đèn nền nên khi sử dụng buổi tối có thể bấm nhầm. Nhìn chung, Zenfone 5 có màn hình khá đẹp. Các chi tiết thiết kế như phần viền dưới màn hình hay nút bấm cứng cáp, thiết kế của máy cũng đem lại cảm giác cầm nắm khá thoải mái. Về màn hình và loa, Zenfone 5 có màn hình 5 inch, độ phân giải 1280x720px, đạt mật độ điểm ảnh 294 ppi, nhưng hiển thị sắc nét không kém gì LG G2 hay là iPhone 5. Độ phân giải của máy hiện nay là cao nhất trong các điện thoại khoảng 4 triệu đồng, nên màn hình sắc nét là điểm mạnh khi so với các sản phẩm cùng tầm giá. Đây cũng là điều mình thích nhất ở chiếc A501 này. Loa ngoài của máy nằm ở mặt sau, có mức âm lượng không lớn nên chỉ đáp ứng tốt trong môi trường không quá ồn. Mình thấy nhiều người than phiền loa thoại của máy có âm lượng bé, khó nghe, nhưng khi sử dụng chiếc Zenfone 5 A501 này, mình không nhận thấy hiện tượng này. Máy ảnh là tính năng được Asus nhấn mạnh khi giới thiệu dòng Zenfone, với điểm nhấn là khả năng chụp đêm tốt cùng với nhiều tính năng chụp ảnh thú vị. Trên Zenfone 5, máy ảnh chính có độ phân giải 8MP, khả năng quay phim Full HD, còn máy ảnh phía trước có độ phân giải 2MP. So với Zenfone 4 thì máy có độ phân giải cao hơn, bổ sung đèn flash trợ sáng. Zenfone 5 hỗ trợ nhiều chế độ chụp ảnh, phần lớn cũng đã xuất hiện trên nhiều điện thoại khác, ví dụ như HDR, xóa phông, chọn ảnh đẹp nhất, làm đẹp. Một chế độ khá độc đáo của Asus là chế độ ảnh tự sướng Selfie. Chế độ này sử dụng camera mặt sau, khi hướng vào mặt người chụp máy sẽ nhận diện khuôn mặt, đếm ngược và tự chụp một bức ảnh. Khi bạn bật chế độ tự động và chụp ảnh, máy cũng sẽ tự đánh giá cảnh đang chụp và có thể đưa ra gợi ý cho bạn chụp ở các chế độ khác như HDR hay chụp thiếu sáng. Ảnh chụp ngoài trời của Zenfone 5 A501 có tốc độ nhanh nhưng xử lý và lưu ảnh hơi chậm và độ nét tốt ở tâm ảnh. Phần tiếp, chúng ta xem về hiệu năng thực tế. Cảm giác lần đầu dùng Zenfone 5 A501 rất đã tay, tương tự như lần đầu chạm vào chiếc iPhone vậy. Các hiệu ứng chuyển động rất mượt mà không hề có một chút giật lắc chút nào. Ngay cả khi mình mở rất nhiều ứng dụng một lúc cũng không cho cảm giác giật lắc. Về phần mềm, Zenfone 5 A501 được cài đặt hệ điều hành Android 4.3 và Asus cho biết máy sẽ sớm có bản nâng cấp Android 4.4 khi tất cả các điện thoại Zenfone đều sử dụng GUI. Sự kết hợp giữa giao diện người dùng và một số phần mềm thông minh, có thể thấy giao diện của GUI được áp dụng triết lý thiết kế phẳng, phần lớn biểu tượng của các ứng dụng đều đơn giản, tuy nhiên màu sắc thiên về tông trầm.
nên không bị nhức mắt như giao diện một số smartphone Trung Quốc. Trong số các ứng dụng do ASUS phát triển trên GenUI thì Duet Later là ứng dụng có nhiều cải tiến so với phần mềm gốc của Android. Các menu sẽ xuất hiện ứng dụng gọi điện, nhắn tin, trình duyệt web hay email để bạn có thể thêm ghi nhớ thực hiện sau. Bên trong ứng dụng Duet Later là danh sách các công việc bạn cần thực hiện, có thể là công việc được tạo từ điện thoại hoặc công việc được đồng bộ từ tài khoản Google. Nhóm ứng dụng chia sẻ gồm Sharelink, PC Link, Remote Link và Party Link cũng khá thú vị. Sharelink là ứng dụng chia sẻ file trực tiếp giữa các máy dựa trên việc tạo kết nối Wi-Fi hotspot. PC Link là ứng dụng cho phép hiển thị màn hình điện thoại trên máy tính qua kết nối USB. Remote Link cho phép bạn dùng điện thoại để điều khiển Powerpoint hoặc WMP trên máy tính qua kết nối Bluetooth. Và Party Camera sẽ giúp chia sẻ các bức hình vừa chụp trong cùng một nhóm. Zenfone 5 A501 đang là sản phẩm được chú ý nhiều trong năm nay, và thực tế sử dụng cho thấy nó xứng đáng với sự chờ đợi đó. Thiết kế tốt, hiệu năng cao so với những sản phẩm cùng tầm là những điểm mình cảm thấy hài lòng trên chiếc điện thoại này. Vậy là mình vừa hoàn thành xong phần đánh giá về chiếc ASUS Zenfone 5 A501. Cảm ơn cửa hàng Nology đã cho mình mượn sản phẩm này để có trong tay chiếc A501 với cấu hình khủng mà giá cả lại phải chăng, thì các bạn hãy ghé qua cửa hàng Nology số 96 Lê Đức Thọ Kéo Dài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.